Dạ vâng, Miyoto xin chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Daewoo sản xuất 2007 để phục vụ các bác. Thì lời đầu tiên em, các bác thấy hay hãy nhớ chia sẻ giúp em, hoặc là hãy nhớ đăng ký kênh ở bên góc bên phải của màn hình của các bác để có thể xem những mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật về theo ngày tháng để có thể lựa chọn cho mình những mẫu xe hợp lý nhất. Dạ vâng, em là Miyoto, chuyên bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686. Thì con xe này sau đây mời các bác cùng em xem tổng thành chiếc xe này. Thì em mới đây về nên là trời đang mưa các bác nhé. Trời đang mưa nên là rất đấy, nên các bác xem. Nó rất là đều xe, nói chung là tổng thành xe nó rất là ok. Đó, form xe rất là đẹp. Đây, từng cái tay lắm mở cửa còn khá là ok. Đó, mở từ xuống ta xem cái đèn. Đó, đèn rất là sáng, mạng chrome, biển 34A04360. Đó, nói chung là con xe rất là đều nhé các bác nhé. Để ta nhìn từ phía sau của chiếc xe. Đó, rất là đều xe, khá là đẹp. Đó, các bác xem form xe rất là đẹp luôn. Con xe em bán mức giá là 152 triệu các bác nhé. Em vừa lấy về đêm qua là sáng nay là tranh thủ là quay luôn lên luôn cho các bác cùng xem. Đó, một con xe khá là chất, rất là chắc chắn, khá là đẹp, form còn nguyên bản theo xe luôn. Và sau đây mời bác cùng em xem nội thất của chiếc xe. Nội thất của nó thì là khá là ok, được bọc ghế da. Đó, đây các bác xem nội thất từ cái táp ly cửa bên kia. Đó, các bác nhìn rất là đẹp. À, trần nguyên bản theo xe luôn, trần lỉ các bác nhé, trần lỉ luôn. Đó, ghế rất là đẹp. Đó, ghế da rất là dễ lau chùi. Đó, đây táp ly cánh cửa bên này đây các bác xem. Đó, tổng thành xe rất là đều với tắp lô. Đó, mời các bác xem cái ghế đằng sau. Đây, các bác xem từ cái đinh bấm này rất là, cái khóa chốt cửa rất là sáng lóa luôn. Con xe này khá là đẹp. Đó, các bác xem nội thất thì ghế da rất là sạch đẹp luôn. Đây, các bác xem lót sàn cũng bằng rất là sang trọng. Nói chung là dòng Genta nó rất là lành các bạn. Xăng thì chỉ tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít trên 100 cây cả đều hòa. Đây là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Để về kinh tế thì là khá là ok. Các bác xem cái cốp đằng sau để đồ của chiếc xe. Cốp đằng sau để đồ chiếc xe thì trên thì còn nguyên bản lỉ nhá các bác nhá, không mất một tí nào cả. Đó, con xe hầu như là còn nguyên bản hết. Đây, đằng sau là hơi bẩn một tí, các bác chịu khó về vệ sinh một tí là ok, không vấn đề cả, lỉ vòng quanh luôn. Đó, cái để đồ sau các bác mua về đi du lịch, đi chơi, đi gia đình, đi đâu đó để đồ rất là thoải mái nhé, khá là rộng rãi. Đó, rất là rộng rãi luôn. Đây, các bác xem dưới để đồ. Đây các bác xem cứng đét đây nhé, không có tí han mọt nào cả, cứng đét luôn. Nói chung là con xe này rất là rắn xe các bác nhé. Đấy, các bác xem không có một tí han mọt nào cả, rất là cứng xe luôn. Đó, ok là sao rồi. Mời bác xem khoang máy động cơ. Khoang máy động cơ của chiếc xe. Con xe này máy móc khá là chất. Máy đã nổ các bác nhé. Máy nổ ngồi trong xe rất là êm luôn. Mời bác xem khoang máy động cơ. Máy nổ rất là chất. Đây, máy con này thì không ai được phép chê các bác nhé. Máy nổ êm ru. Đó, không có tí dầu mỡ gì chảy, cái khô đét luôn. Đấy, rất là rắn xe luôn các bác nhé. Mua được con này là rất là ok luôn đấy các bác. Ừ, cho các bô xuống cho các bác nghe tiếng máy động cơ nó càng êm hơn. Đó, cho các bô xuống. Đấy, em cho các bô xuống mà các bác vào trong xe ngồi nhé, êm ru luôn. Ừ, đây các bác nghe đi, ta ngồi trong xe ta cảm nhận là không có tiếng máy lổ luôn, êm ru. Nói chung là máy móc em đã kiểm tra hết rồi nhé. Đây các bác hoàn toàn yên tâm khi mua về sử dụng.
chung là tổng thành xe của con này thì không ai chê, rất là rắn xe đó. Dạ vâng, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Các bác thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật về theo ngày tháng. Dạ vâng, em xin thành cảm ơn các bác và hẹn các bác những video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.